không có nhất thiết mình phải make a lot Zed, of money. anh chỉ muốn là we break even để mà trả cái crew, không có cần phải company lấy lời trong đó. Thật ra cái initial là anh muốn I sửa. think that's a good approach. I mean, approach make a non-profit, that's fine. Yes, thứ hai nữa là anh muốn coi coi mấy cái non-profit, tại vì ở Cali nó khác, nội trong cái license nó không á, là em thà coi trong cái requirement nó đủ khác, là mỗi state á, là cái California thì nó đi lâu rồi, thành ra cái requirement it's just like the whole long list compared to Illinois này á, they don't require that much. Nhưng mà cái anh muốn tìm hiểu về cái non profit đôi lúc nó có cái incentive, incentive cái solar financial. Thứ hai nữa là cái trong cái thời gian này nè, COVID-19 này nè, nó do have a stimulus cho những cái solar too. Let's look into that and see what cái mình có thể save được thầy những cái gì mình save trong cái đó. Thì cái stimulus bây giờ á, thì pretty much là it's the những cái non-profit á, nếu mà thầy là consider là set up for You him you to have a taking off, you tax. taking off. What was that? Nếu mà nói non-profit á, thì giờ the best way á, là mình làm những cái lease hoặc là purchase finance. Mình không có thầy không có được tax credit thôi, thí dụ mà nó là non-profit, nhưng mà you still can go purchase. Yes. Nếu mà purchase là I would it's still giving prefer right there, right? purchase Yes, over. but also I also want to look chùa. Anh muốn coi cái option of battery cho chùa. Okay. So anh muốn đi cái ba chùa trước, okay, ba chùa trước, rồi 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 mình coi cái breakdown cái này như thế nào, rồi also mình coi những cái stimulus, rồi cái COVID-19, rồi một khi mà mình ready rồi á, mình ngồi với thầy rồi 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 mình có thể zoom với hai thầy kia nữa, là tổng cộng ba thầy, ngồi xuống tất cả để mình thảo luận với thầy. Bữa nay á em will touch base về những cái program we finish up our last week về mấy cái about that. And then if you want, then what we can do is I would say Thursday. Thursday, We okay. will Thursday we look into tech at that bill and Solagraph. Okay. And that's the software tool that you can go and design. When you have the bill, you can go on there to design Okay, I'm looking forward to that today. the Tại vì project. Yeah. So cho nên là thì bữa nay là em hiểu ý anh rồi, thì pretty much là whatever you have. Let me on Thursday. So that's going to be hands-on and Solagraph. And since kêu Okay. em nhìn Chicago, nó cũng pretty good. Là nó cho breakdown luôn cái 12 tháng by month in there. So that's good. Anh gửi hình như email phải không? Email cho em phải không? Đâu anh Did text you qua đó chứ. text? Messenger text qua cái bill ấy. Nó đủ rõ chứ hả? You did it from Facebook. Yeah. Oh, okay, Messenger. I was looking at my other. Yes, I got it. I got cái này để em phải save nó. Yeah, chắc có mai mốt có cái folder nào Is á, that anh good? chỉ upload trong cái folder đó thôi. Em vô trong cái cabinet có cái folder của cái folder đó thì em cái download, so it's there whenever we need it. Let me save this photo so that way I can do this on Thursday. We can all look at this on Thursday. So the good thing is up in Chicago nó anh thấy em. You know, so nó đưa month by month. Yeah, I think It's yeah. very straightforward, so it's pretty good. Thì dùng cái này photo cho anh and then we can see. Let me so
We're gonna do this on Thursday on the technical on Gasolograph to how to look at this bill and how we enter it in so that you can play around with it. So thì hồi bữa tới giờ là and then mình sẽ review đó. Hôm nay chắc có thêm ba người vào để mà học hỏi thêm nha. Ba người ở bên đây á. Whatever they can catch up to catch up thôi. Yeah, Whatever they can catch up to catch up. And then So hopefully we can make cái footnote của mấy cái meeting vừa rồi á, then they can catch up one on those footnote. thì bữa nay em sẽ refresh review a little bit about the presentation and then we go into the Okay, em prepare cho cái question này nè. Okay. Một trong cái ba người này á sẽ có cái câu hỏi cho em á. Tại vì hôm qua có hỏi anh nhưng mà anh nói là em sẽ có cái câu trả lời phải nói là đầy đủ hơn. Hi có người bạn ở bên cái hi có người bạn kế cái bên state neighbor state này nè. Ồ. Ủa, sao vô sớm vậy? Mấy giờ rồi? 9:52. It's okay. He can come in À, and we ok, he say that he có bạn làm ở bên Indiana. He say bên đó he don't save the client that much. See that? Ok, thì He doesn't what? cái system không có save that much Đúng rồi. for them. I would say. Ok, có gì trả trả chút nữa trả lời chung về Okay. cái ấy đó luôn. Ok. Okay. Hi. Was he the one that last time joined Anh Vương á hả? Yeah, Bên Vương Vương hả? yeah, Okay. Vương Vương là ấy Vương sẽ có thể có cái nhóm ở bên Louisiana ở dưới South đó. Louisiana, I think Louisiana is good. Yes. Thành Yeah, ra những cái license cũng mình có nắng đâu. Nào. hang on thì mình có cái nhóm ở dưới đó nữa. Yeah, I can see bên này ấy bên đó. Yeah. Ok. Yes. Tại ở Thì dưới bây giờ có thể em coi. nó cũng ngang ngửa dưới dưới Cali luôn á, thật ra ở ở Louisiana còn còn nóng nực hơn là ở Cali nữa đó. Nóng nực mà như nó humid. He very humid, giống như Florida vậy Yeah, nó humid nhưng mà nó có nắng nhiều. đó. Tóm lại Bên nó nắng nhiều. cái dãy ở dưới sao là nó gần ở equator hơn, thì ra Thì nó có nắng cái nhiều. degree của nó khác nữa. Yeah. Cho nên sao? Anh nói tại sao mà cái gì đó mà ở trên anh kia anh không có save điện nhiều thì một hồi em sẽ nói Ok, cho biết later we can talk about Ok. it Cái đó cũng là so một cái thành phần that's là thứ nhất nữa là có thể là cái panel không có được đủ chip. Thứ hai nữa là cái những cái state mà nó về phía bắc á nó không có ấy, nó nên không là có nó đủ lạnh nhiều quá, nó không có nắng cái nhiều. nắng. That Không could có nắng be nhiều. Nhưng mà mình có thể ấy là cái solar thời nay á, mỗi ngày ngày nó cũng mỗi tăng tăng tiến hơn, nó take more cái sunlight and maximize cái potential của cái photosynthesis đó. Đợi em 5 phút nha. Give Ok. me a few minutes. Not even now. Ok, vậy anh cũng muốn ly Một muốn thèm tuần đang chúng đang ta. đang 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 thèm cà phê, đang thèm cà phê nữa. Ok. Pause Ok. everybody, pause. I still just pause. Keep it on.
Ok, I'm back. Nghe mà đắt, I'm back. Ok. Okay, testing, Let me testing audio see. feed, testing. Okay, Yeah, I can hear you. okay, good. Ủa, Ủa tại tại sao sao nó nó bị bị Nó tại vì anh lấy cái headset ra mà, tại vì đôi lúc cái headset nó cumbersome, nghe rõ thiệt nhưng mà nó cumbersome, phải đi tới đi lui nó bị dính. Yeah, okay. Let me see what else that we Bây giờ biết rồi cái để anh coi cái tóm lại nhóm nhóm mới vào đây hôm nay á là ở Chicago hết. Cái Louisiana thì đợi kỳ kỳ tới đi. Thì thì mình càng càng speed up thì càng nhanh thì càng tốt, tại vì cái stimulus thú thật cho mình cũng chưa biết rõ bao giờ nó sẽ cúp, right? Thành ra nó cúp 1 năm 2 năm cái đó mình cũng phải chịu thôi, là mình phải ráng take advantage of it. Are you talking about cái tax á, anh đang đang nói về cái tax á, cái 26% tax á. Thì em nghĩ là như nào em nghĩ là eventually là they just wanted everybody to do the best to go. So anh put a deadline, deadline, people will never do it. So get incentive. Nhưng mà anh nghĩ là tới cái lúc đó thì chắc là obvious and pretty much là. Anh sẽ đoán như vậy. Anh cũng đoán là vậy. Nhưng mà we don't play on that assumption. Let's assume that 2 years from now they can be zero. That's right. So, so we just do the best, best we assume that it will be zero. Yeah, in 2 years in from next now. 2 years. Yeah, that's correct. You're pointing at it, you're muting yourself, so you can unmute yourself. Good afternoon. Okay. Oh, yeah, it's good afternoon. Good afternoon. Hi, chị Linh. Yes. Chị là Phan Kim Linh. Good morning, Alan. Oh, good morning. Morning, Alan. So I guess Jean Paul, right? Jean Paul is someone that you're going to have. South team. Oh, this. Okay, St. Louis. Yeah, okay, got it. No. All right, go ahead, Vin. House of Holy. Oh, wow. So we have more people from New Orleans. Hey.